Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2021 thì tình hình giá phân bón có một số chuyển biến như sau. Giá ure tiếp tục nhích nhẹ ở một vài nơi do khan hàng. Giá kali giao dịch trong nước tuần này tiếp tục tăng mạnh dù nguồn nhập khẩu đang được bổ sung lượng lớn sắp cập cảng. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 530.000 đến 560.000 đồng một bao. Ure Phú Mỹ 520.000 đồng đến 550.000 đồng một bao. Ure Ninh Bình 515.000 đến 535.000 đồng một bao. Phân DAB Hồng Hà 790.000 đồng đến 800.000 đồng một bao. Đình Vũ 570.000 đồng đến 600.000 đồng một bao. Phân Kali Miễn Cà Mau 460.000 đồng đến 470.000 đồng một bao. Phú Mỹ 460.000 đồng đến 470.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 3 con cò 510.000 đồng đến 530.000 đồng một bao. Phú Mỹ 520.000 đồng đến 550.000 đồng một bao. Việt Nhật 510.000 đến 530.000 đồng một bao. Cà Mau 520.000 đến 550.000 đồng một bao. Tiếp theo sẽ là giá phân bón ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Phân ure Cà Mau 560.000 đồng đến 580.000 đồng một bao. Phú Mỹ 570.000 đồng đến 590.000 đồng một bao. NPK 20-20-15TE Bình Điền 710 đến 740.000 đồng một bao. NPK 20-20-15 Bình Điền 609 đến 720.000 đồng một bao. Phân Lân Văn Điển 190.000 đồng đến 200.000 đồng một bao. NPK 16-16-8 Cà Mau 540.000 đồng đến 580.000 đồng một bao nha bà con. NPK 16-16-8 Phú Mỹ là 540.000 đồng đến 560.000 đồng một bao. Phân Kali Miễn Cà Mau 440.000 đồng đến 460.000 đồng một bao. Kali Miễn Phú Mỹ 440.000 đồng đến 470.000 đồng một bao. Giá mang tính chất tham khảo trên mỗi bao 50kg nha bà con. Quý bà con mình tham khảo giá phân bón ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con rất nhiều đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Nếu như quý bà con mình hôm nay đã có đi mua phân bón về để chăm sóc vườn cây rồi mà có cái mức giá, thì quý bà con cũng cho kênh Nhà Nông Miền Tây xin một cái bình luận ở bên dưới nha. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.